Để nối tiếp và phấn đấu cho công cuộc cải cách hành chính cùng các quận huyện trên địa bàn thủ đô, Công an huyện Đông Anh đã không ngừng nỗ lực đưa ra các giải pháp tối ưu để đem lại sự thuận lợi cho người dân thủ đô khi tới cơ sở để giải quyết các thủ tục hành chính. Không cần phải trở về nguyên quán, người dân có thể xác minh lý lịch, hoàn thiện đăng ký hộ tịch, căn cước công dân ngay tại nơi sinh sống nhờ cải cách các thủ tục hành chính. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm tải các thủ tục rườm rà, sự thay đổi tích cực này đã khiến nhiều người dân cảm thấy phấn khởi. Ngày xưa thì là phải sang xã Hương Mạc thì mới xin giấy tờ thì mới làm được, nhưng mà bây giờ chúng tôi là làm là về lấy luôn xã của chồng mình, xã Vân Hà là chúng tôi làm được luôn, không phải về quê quán của mình nữa. Ngày xưa mà chúng tôi đi làm thì cái thủ tục hành chính nó cồng kềnh lắm, có khi phải 2-3 ngày, có khi nhỡ việc có khi mất hàng tuần. Thế nhưng đến bây giờ thì có khi chỉ trong vòng một nửa ngày là cứ gọn vẹn là trong một nửa ngày, mà nhanh thì có khi chỉ vài tiếng đồng hồ là xong. Để đạt được những kết quả đáng ghi nhận đó, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung phối hợp chặt chẽ của rất nhiều cơ quan, lực lượng khác nhau. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính. Với đặc thù huyện Đông Anh thì cái số lượng dân mà có cái nhu cầu mà đính chính về cái giấy khai sinh rất là lớn, và đặc biệt là địa bàn huyện thì lại rộng và nhiều xã nó xa trung tâm huyện. Thì qua rà soát thống kê thì chúng tôi thấy số lượng lớn như vậy thì chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố cũng như là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đông Anh là phối hợp chặt chẽ với phòng tư pháp đã xây dựng văn bản và các cái kế hoạch để triển khai. Đến nay thì cái kết quả sơ bộ mới hơn tuần để tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã giải quyết được hơn 600 trường hợp cho bà con nhân dân và vướng mắc cái vấn đề thiếu ngày tháng năm sinh. Với sự phấn đấu không ngừng của công tác cải cách hành chính trong toàn ngành công an, người dân hoàn toàn có thể tin tưởng việc giải quyết các thủ tục trong tương lai sẽ càng tối ưu hóa, hiện đại và văn minh hơn.